Người yêu cũ và vợ tin đồn của sếp sau nhiều drama đang có cuộc sống như thế nào? Lâu lâu mới được một bài post. Nhan sắc mãi mận, đam thắm quyến rũ. Nam tham gia các chương trình giải trí. Vừa có tình yêu, sự nghiệp lại vẹn toàn. Năm tháng vừa qua, Hải Tú không cập nhật bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội. Mới đây, Hải Tú đã đăng tải hình ảnh đi ăn ở một nhà hàng sau 5 tháng ở ẩn, mất tích khỏi mạng xã hội. Nàng thơ của Sơn Tùng MTP xuất hiện với tạo hình trẻ trung, vui tươi khi thưởng thức món ăn tại nhà hàng. Công chúng bất ngờ vì là talent của công ty giải trí nhưng Hải Tú không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật. Cô cũng lười cập nhật thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội. Bằng chứng là 5 tháng gần đây tình tin đồn của Sơn Tùng MTP mới lộ diện trên Instagram. Gần đây, Hải Tú vướng tin đồn trở thành trợ lý riêng, người đồng hành cùng Sơn Tùng khi đi lưu diễn. Cụ thể một cửa hàng bán quần áo tại chợ đà lạt cho biết rất ngạc nhiên khi chiếc áo lông màu xám mà họ bán cho một cặp đôi nam nữ lại được sơn tùng mọc và sau đó tặng lại cho fan trong buổi diễn chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương thế nhưng thông qua loạt hin choi được suốt ngần ấy năm cư dân mạng đã có câu trả lời về mối quan hệ hiện tại của sơn tùng và hải tú nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì hải tú từng là gương mặt diễn viên mẫu ảnh triển vọng tuy vậy từ khi gia nhập mtp entertainment cô chưa có hoạt động nghệ thuật nổi bật ngoài việc tham gia hai mv của sơn tùng hải tú và sơn tùng nhiều lần bị phát hiện mặc đồ đôi và sống chung nhà nhưng cả hai đều không lên tiếng về mối quan hệ này. Hải Tú cũng từng dính nghi vấn đã sinh con đầu lòng khi xuất hiện nhiều dấu hiệu của mẹ bỉm sữa, tuy nhiên, cô vẫn giữ im lặng. Khác với Hải Tú, Thiều Bảo Trâm lại cực năng nổ trên các nền tảng xã hội. Thời gian qua, Thiều Bảo Trâm thường xuyên flex chuyện được bạn trai cưng chiều quan tâm hết mực. Vào ngày 20 tháng 9, Mathis, bạn trai của Thiều Bảo Trâm đã đăng tải hình ảnh tình tứ của cả hai lên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật cô. Dù đã cẩn thận dùng biểu tượng để che chắn nhưng netizen vẫn nhận ra vóc dáng của Thiều Bảo Trâm. Trong ngày sinh nhật của bạn gái, Mathis đã chuẩn bị nhiều món quà đặc biệt và cẩn thận viết thư tay tình cảm. Sau khi bị khui bằng chứng yêu đương, Thiều Bảo Trâm và bạn trai Mathis không ngần ngại phát cầu lương trên mạng xã hội. Tuy nhiên vừa qua, cặp đôi lại vướng nghi vấn xảy ra trục trặc mối quan hệ. Nguyên do vì dòng trạng thái tâm trạng của nữ ca sĩ sinh năm 1994, nhiều lúc đơn giản là cần một người lắng nghe và cho mình cảm giác bảo vệ thôi sao khó ghê. Chỉ có bản thân phải tự cố gắng thôi. Cố lên. Mới đây, chiều ngày 16 tháng 10, khi xuất hiện trong họp báo chị đẹp đạp gió dễ sóng 2024, Thiều Bảo Trâm gây chấn động cõi mạng vì loạt ảnh camera thường đẹp không tì vết. Dù ánh sáng tối xong vẫn không thể dìm được nước da trắng sáng mịn màng của nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa. Cô nàng thoải mái tạo đủ kiểu dáng từ dễ thương đến nghiêm túc, điều đặc biệt là dù ở góc máy nào thì giọng ca sinh năm 1994 vẫn toát ra sự tươi trẻ và vô cùng đáng yêu. Đáng chú ý, gương mặt Thiều Bảo Trâm bên cạnh lớp trang điểm kỹ càng còn có một số thay đổi rõ ràng nên được nhận xét là tây hơn trước. Trước đó vài tháng, Thiều Bảo Trâm dính nghi vấn đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi để nâng tầm nhan sắc cô nàng từng thường xuyên bị anti công kích vì sở hữu chiếc mũi ngắn không quá cao và hai lỗ mũi không đều dù vậy tổng thể nhan sắc của giọng ca sau lưng ai có ai kia luôn hài hòa và tươi sáng cộng thêm vóc dáng hoàn hảo nên cô nàng được nhiều đồng nghiệp và khán giả dành lời khen ngợi ưu ái gọi là búp bê sống